sao Cbiz bị đạo diễn dụ đóng phim Lý Thuần đổi đời, Bạch Cốt Tinh cạch mặt Tê Du. Ở làng phim Hoa ngữ, khi một diễn viên muốn nhận được vai diễn tốt thì phải nỗ lực đi casting hay năn nỉ đạo diễn trao cơ hội cho bản thân. Vậy thế mà có không ít ngôi sao lại bị đạo diễn dụ để đảm nhận vai diễn mình không thích và tạo nên những tình huống bất ngờ. Hãy cùng điểm qua đó là những cái tên nào nhé. Dương Đồng Thư. Nhắc đến Dương Đồng Thư, nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến vai Tử Doanh Doanh đẹp người mà chẳng đẹp nết trong bộ phim Chí Tôn Hồng Nhan. Đến tận bây giờ, khán giả vẫn nhớ như in dáng vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng của nàng ác nữ kinh điển này. Thế nhưng, bạn có biết Dương Đồng Thư vốn chuyên đảm nhận những vai ngọt ngào, hiền lành vì bị đạo diễn dụ mà lầm đường lạc lối không? Khi ấy, đạo diễn Chí Tôn Hồng Nhan rất thích nét diễn của Dương Đồng Thư bởi cô chẳng cần hóa trang vẫn diễn ra dáng vẻ của nhân vật phản diện. Để thuyết phục Dương Đồng Thư, đạo diễn hứa đến cuối phim sẽ tẩy trắng cho nhân vật Tử Doanh Doanh. Đúng là sau này đạo diễn thêm tình tiết tẩy trắng cho Dương Đồng Thư thật, nhưng là dạng có cũng như không mà thôi. Dương Xuân Hà. Có thể nhiều bạn thấy cái tên Dương Xuân Hà này xa lạ, thật ra bà chính là người đảm nhận vai Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký. Năm ấy, Dương Xuân Hà là diễn viên kinh kịch đình đám của làng nghệ thuật xứ Trung. Đạo diễn Dương Khiết vì muốn có thêm người nổi tiếng tham gia nên đã năn nỉ ngôi sao này vào vai Bạch Cốt Tinh. Dĩ nhiên, Dương Xuân Hà từ chối vì không muốn bị hủy hình tượng bởi vai phản diện. Để thuyết phục Dương Xuân Hà, đạo diễn Dương Khiết hứa hẹn sẽ cho nữ diễn viên đảm nhận thêm vai quốc vương của nữ nhị quốc. Kết quả là sau khi Dương Xuân Hà quay xong phần 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, đạo diễn của Tây Du Ký lại nuốt lời giao vai nữ quốc vương cho Chu Lâm đảm nhận. Lý do đạo diễn đưa ra là không thể để người đảm nhận vai phản diện vào vai chính diện quan trọng được. Tức giận vì đạo diễn Dương Khiết nói mà không giữ lời khiến mình phải mang danh ác nữ trên phim, Dương Xuân Hà đã cạch mặt cả đoàn phim Tây Du Ký. Nhiều năm qua, Dương Xuân Hà chưa từng xem Tây Du Ký cũng như né tránh gặp mặt già diễn viên năm đó. Lý Thuần. Năm đó, khi dự án Như Ý Chuyện tổ chức casting rầm rộ, Lý Thuần vì ham vui nên cũng đăng ký tham gia dù chẳng biết gì về các nhân vật trong phim cả. Sau khi Lý Thuần trổ tài, đạo diễn đã khen ngợi em rất giống Vệ Yến Uyển trong lòng anh, nhưng ông lại giữ bí mật về nhân vật này, không hề cho Lý Thuần biết đó là vai khó ưa nhất phim. Khi ký hợp đồng và gia nhập đoàn phim rồi, Lý Thuần mới nhận được kịch bản hoàn thiện của nhân vật Vệ Yến Uyển. Choáng váng vì sự đáng ghét của nhân vật, Lý Thuần đòi bỏ vai rời đoàn. Thế là đạo diễn lại phải trổ tài ăn nói để giữ chân cô, em diễn vai này đảm bảo diễn xuất sẽ tiến bộ ngay. Đúng là diễn xuất của Lý Thuần tiến bộ thật, nhưng mà lượng anti của cô cũng vì thế mà tăng đến chóng mặt, khiến nữ diễn viên lao đao trong thời gian dài. Lý Thiên Trụ. Năm 2011, Chân Hoàn Truyện ra mắt, dàn diễn viên cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả, bao gồm Tô Bồi Thị, Lý Thiên Trụ. Có thể bạn chỉ biết đến ông nhờ siêu phẩm Cung Đấu, nhưng ở Đài Loan, Lý Thiên Trụ chính là thị đế Kim Trung đó. Bởi thế mà đạo diễn Chân Hoàn Truyện đã phải chơi chiêu bằng cách úp mở với Lý Thiên Trụ. Ngoài hoàng đế thì đây là nhân vật nam có nhiều cảnh quay nhất, tận 700 đoạn. Sau khi Lý Thiên Trụ hào hứng cạo đầu và ký hợp đồng thì mới biết mình vào vai Tô Bồi Thị. Thị đế Kim Trung lại phải đảm nhận vai thái giám, nam diễn viên xấu hổ đến mức bột miệng mong phim đừng chiếu ở Đài Loan, không thì mất mặt lắm. Thời điểm đó, chính ông cũng không ngờ được vai phụ ấy lại đem đến mùa xuân thứ hai cho sự nghiệp của mình. Đúng là chỉ cần có thực lực thì vào vai gì cũng tỏa sáng được nhỉ. Dù một diễn viên này miễn cưỡng nhận vai vì bị đạo diễn dụ, nhưng họ vẫn hoàn thành rất tốt công việc của mình, thậm chí là tạo nên nhân vật kinh điển trên màn ảnh. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.